Trung Quốc thổi bay tượng Phật cao nhất thế giới có thoát khỏi quả báo đầy kinh sợ. Tượng Phật vốn là vật thiêng liêng được nhiều người thờ cúng. Thậm chí sau những thảm họa thiên tai như động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên năm 2008 hay trận động đất sóng thần lịch sử ở Nhật Bản năm 2011, người ta đều bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Những bức tượng Phật vẫn đứng vững chãi, không suy chuyển một cách thần kỳ. Nhưng ở Trung Quốc, người ta lại chứng kiến một tin tức chấn động nhưng theo hướng ngược lại khi chính quyền cho thổi bay phần đầu tượng Phật Quan Âm cao gần 60 mét. Công trình trị giá gần 60 tỷ đồng được tạo tác trên vách núi. Sau đó, lo ngại người dân phục dựng, chính quyền này còn tiếp tục cho nổ tung toàn bộ bức tượng. Nhìn lại sự việc, những người có đức tin đều không khỏi kinh hãi. Cho nổ tượng Phật vì lượng người tín ngưỡng tôn giáo quá nhiều. Theo tạp chí Tự do Tôn giáo Peter Winter đưa tin, vào ngày 2 tháng 9 năm 2019, các quan chức chính quyền Trung Quốc đã dùng mìn cho nổ tung phần đầu của tượng Phật Tích Thủy Quan Âm cao 57,9 mét được tạc dựng trên vách núi hậu điện chùa Hoàng An thuộc huyện Bình Sang, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, nước này. Cho đến thời điểm xảy ra vụ việc, đây là bức tượng Phật Quan Âm bằng đá cao nhất thế giới được điêu khắc trên vách núi. Một người dân địa phương cho biết phải mất gần 5 năm mới điêu khắc xong bức tượng trị giá khoảng 17 triệu nhân dân tệ, tức gần 60 tỷ đồng này. Sau khi tạc xong tượng Phật, nơi đây đã thu hút rất nhiều lượt du khách đến thăm và thờ cúng, thể hiện sự tín ngưỡng thần Phật của người dân. Thế nhưng, Ban chấp hành Trung ương của chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu phá bỏ tượng Phật Tích Thủy Quan Âm chỉ với một lý do hoang đường rằng bây giờ số lượng người tín ngưỡng tôn giáo quá nhiều, tất cả các nơi trên toàn quốc đều đang cấm chỉ mọi người cúng bái tượng Phật. Theo đó, hơn 20 quan chức chính quyền đã xông vào danh lam thắng cảnh chùa Hoàng An, áp lệnh cấm giới nghiêm toàn bộ tôn giáo của địa phương, cấm người dân vào chùa. Không dừng lại ở đó, chính quyền này còn đe dọa những ai chống lại việc phá hủy tượng Phật sẽ phải chịu trừng phạt. Về sự việc này, không ít người dân Trung Quốc cho rằng khi mọi người đều bái Phật, tín Phật, không tin tưởng chính quyền Trung Quốc thì nó liền cho nổ tung tượng Phật. Họ cũng ví hành vi phá hủy tượng Phật này như thể hành vi của nhà nước Hồi giáo IS. Đáng chú ý, cùng năm đó, bức tượng Phật có tên Hạ Thủy Đại Phật, tọa lạc ở thôn Hạ Thủy, huyện Đô Lạp, được mệnh danh là bức tượng Phật đá tự nhiên lớn nhất thế giới, cũng cùng chung số phận. Chính quyền địa phương Trung Quốc đã dùng xi măng lấp lên phần mắt, mũi, tai, miệng, gò má của tượng Phật với lý do gia cố công trình và nhằm khôi phục lại diện mạo ban đầu của ngọn núi. Nhưng bất cứ ai biết sự việc đều hiểu rằng đây chỉ là một cái cớ để phá hủy bức tượng Phật. Một cư dân mạng cho hay đây là hiện trạng hiện nay ở Trung Quốc, như thể trở về thời đại cách mạng văn hóa phá tứ cụ. Vậy mà cổ nhân Trung Quốc vốn có câu trên đầu ba thước có thần linh, hay đã tăng mà đạo tất có ác báo, ý chỉ rằng đánh sư hay bất kính với thần Phật đều sẽ gặp báo ứng. Tuy nhiên, cách giáo dục vô thần ngày nay đã khiến nhiều người không còn tin vào nhân quả thiện ác có báo. Nhưng thực tế vẫn có rất nhiều trường hợp báo ứng kinh hoàng đã xảy ra, khiến lòng người bàng hoàng tỉnh ngộ. Dưới đây là 6 trường hợp như vậy. 1. Ba hồng vệ binh đập phá tượng Phật gặp báo ứng tức thì. Một ví dụ điển hình là câu chuyện gặp báo ứng tức thì vì đập phá tượng Phật tại chùa Ung Hòa Cung, Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi đó là vào thời đại cách mạng văn hóa năm 1960, ba hồng vệ binh nghe lệnh của chính quyền Trung Quốc đến đập phá tượng Phật Di Lặc cao 18 mét tại chùa Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh. Nhưng điều bất thường đã xảy ra, người thứ nhất trèo lên hành lang và giơ rìu lên để chặt đứt dây cáp của tượng. Tuy nhiên, chiếc rìu rơi xuống không chạm vào dây sắt mà lại chém vào đùi của chính người này. Người thứ hai cũng cầm rìu tới toan chặt phá, nhưng chém từng nhát rìu đều bị trượt, sau đó ngã lăn xuống đất, chết tại chỗ. Người thứ ba thấy vậy sợ quá không đứng dậy được. Người ta nói rằng về sau cả ba người nói trên đều không sống sót. Từ đó về sau, không còn ai dám động đến bức tượng Phật nữa. Và bức tượng Phật vẫn như vậy, bình an vô sự mà được bảo tồn đến sau này.
Điều này cho thấy đằng sau tượng Phật có thể ẩn chứa sức mạnh tâm linh sâu xa mà con người không cách nào lý giải nổi. Nhưng dưới sự cai trị của chính quyền Trung Quốc và việc truyền bá thuyết vô thần, những điều linh thiêng đã bị xóa bỏ khỏi tâm thức người dân. 2. Phá tượng Phật trượng bát, ác báo đầu lìa khỏi thân. Trong một lần khác, tại chùa Hưng Quốc ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có pho tượng Phật bằng đá rất nổi tiếng, cao 1 trượng 8 thước, tức khoảng 5,5 mét, gọi là tượng Phật trượng bát. Thời kỳ cách mạng văn hóa phá tứ cụ, vô số chùa chiền tượng Phật bị đập phá và tượng Phật trượng bát cũng nằm trong số đó. Đó là vào một hôm, tổ trưởng tổ cách mạng văn hóa địa phương nhất quyết đòi phá hủy tượng Phật trượng bát. Ông ta chạy nhảy gào thét như điên, người dân trong thôn không ai dám can ngăn vì có thể sẽ bị bắt đem đấu tố, liên lụy đến cả nhà. Ông tổ trưởng này lệnh cho một người lấy súng nhắm vào mắt tượng Phật mà bắn, sau đó gọi một nhóm người đến dùng búa đập phá tượng, nhưng tượng Phật không mảy may sức mẻ. Ông ta tức giận, tìm được một cái máy kéo đến, dùng dây thừng buộc quanh cổ tượng rồi nổ máy kéo, kết quả phần đầu tượng bị kéo đứt rơi xuống đất. Sau đó không lâu, người dùng súng bắn mắt tượng Phật trong khi làm việc đã bị đá bắn mù hai mắt. Còn ông tổ trưởng sau đó ít lâu, trong một lần ngồi trên máy kéo thì bị ngã, bị bánh sau của máy kéo chèn qua phần cổ khiến đầu lìa khỏi thân, chết ngay tại chỗ. 3. Người vừa đi vừa lạy. Một địa phương khác, cụ thể là ở phía bắc huyện Cử, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cũng không thoát khỏi kiếp nạn trong cách mạng văn hóa, với những cuộc đấu tố không ngừng nghỉ, khiến con người như phát cuồng, mất hết lý trí. Lúc đó, vô số cổ vật đã bị phá hủy, duy chỉ có ngôi chùa nhỏ có tiếng linh thiêng trong vùng và các bài vị tổ tiên trong nhà là không ai dám động đến. Khi đó, trong thôn có 2 thanh niên to gan lại bị rót vào đầu thuyết vô thần nên dám vỗ ngực nói: "Các người không dám đập thì chúng tôi dám, chúng tôi không sợ quỷ thần." Quả ngôi chùa bị đập, bài vị tổ tiên bị họ quăng xuống sông, còn dùng chân dậm lên. Đập phá mệt rồi, một người trở về nhà, còn một người ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi. Một lát sau, người trở về nhà kia vừa về đến nhà thì bụng đau dữ dội lăn lộn trên nền nhà. Mẹ anh ta xưa nay tín Phật, trong lòng biết con trai vì bất kính với thần Phật nên bị trừng phạt. Thế là bà không quản nguy hiểm bị đấu tố, liền quỳ xuống đi bằng 2 đầu gối từ nhà đến chùa, dập đầu nhận tội với thần Phật thay con. Nhờ thế mà cơn đau của con trai bà mới dần biến mất. Sau đó, cậu thanh niên này cũng hiểu ra mình đã bị báo ứng, rất hối hận vì sự ngu si của mình, từ đó trở đi bắt đầu kính sợ thần Phật. Còn người ngồi bên bờ sông kia kết cục đáng buồn hơn. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, vừa đứng dậy thì xoạch một tiếng ngã gục xuống đất. Sau đó phát hiện 2 chân mình bị cong, đang chéo vào nhau. Lưng anh ta cũng bị cong, không cách nào thẳng lên được, khiến anh ta mặt cúi sát xuống đất. Từ đó, anh ta phải dùng 2 cái ghế nhỏ, đi đường 2 tay thay nhau đưa ghế lên trước, 2 chân đang chéo nhau. Khi đi chân thấp, chân cao, đầu anh ta cũng vì thế mà gật gật về phía trước, trông như động tác dập đầu bái Phật. Người dân khắp vùng xung quanh đều gọi anh ta là người vừa đi vừa lạy. Mấy chục năm nay, dáng đi kỳ quái này của anh ta đã thức tỉnh người đời. 4. Đập chữ A-di-đà Phật, người đàn ông chết ngay tại chỗ. Ở nơi giáp ranh giữa tỉnh Sơn Đông với tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, có con sông Chương Vệ. Tháp Xá Lợi Lâm Thanh nổi tiếng trong lịch sử nằm bên bờ đông của con sông đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Tháp cao 8 tầng, mỗi tầng có 8 mặt, 8 góc. Mỗi góc có một tượng Phật A-di-đà, có hàng chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Nhưng đến nay, có một mặt chỉ còn lại chút ít vết tích của hàng chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Đó là do bị một người tên Phương Đức Trung đập phá trong phong trào phá tứ cụ. Năm đó, Phương Đức Trung 30 tuổi, công tác ở huyện Lâm Thanh, do bị thuyết vô thần tiêm nhiễm nên không tin thần Phật. Phương đã dẫn đầu một nhóm người đi phá hủy tượng Phật và kinh Phật ở tháp Xá Lợi. Một lần ông ta ngẩng đầu nhìn thấy mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng suy nghĩ gì nhiều, ông ta liền sai mấy thanh niên đập phá những chữ này.
những thanh niên kia đều không dám đập. Ông ta bèn đích thân trèo lên cầm búa đập mấy chữ này. Nhưng mới đập được mấy cái, ông ta ngã cắm đầu xuống đất, chết ngay tại chỗ. Việc này lập tức truyền ra khắp vùng hai bên bờ sông Chương Vệ. Mọi người đều nói, thần Phật hiển linh, phá hoại tượng Phật, đập phá Phật hiệu, dám bất kính với thần Phật như thế này, hiện thế hiện báo rồi. Từ đó trở đi không ai dám phạm đến tượng Phật và tháp xá lợi nữa. 5. Đấm mắt tượng La Hán, ác báo bị mù. Còn có câu chuyện xảy ra thị trấn Thành Tử, tỉnh Giang Tây, bên bờ sông Trường Giang, Trung Quốc. Thị trấn này có đền Yến Công, đền Nương Nương và chùa Nhạc Lâm. Thời kỳ phá tứ cụ, chính quyền Bắc Kinh phá hủy tượng Phật, rồi tập trung về bãi cát bên sông để đốt. Có một người họ Chu rất ngông cuồng, ông ta và một người nữa khi một pho tượng La Hán quăng vào đống lửa. Pho tượng La Hán này trông rất oai nghiêm, mắt rất lớn. Khi vừa quăng vào đống lửa, tượng La Hán lập tức nảy lên ngồi, hai mắt mở to chầm chầm nhìn ông Chu. Ông Chu hét lớn, ngươi không phục à, còn trợn mắt nhìn ta. Nói rồi, ông Chu phun quyền đấm vào mắt tượng. Mấy ngày sau, hai mắt ông Chu mắc bệnh, rồi rất nhanh chóng bị lõm sâu xuống, không lâu sau thì mù. Năm 1975, ông Chu bị ung thư gan chữa trị không khỏi mà chết. 6. Phá đền phá chùa, bị bệnh chó dại. Ở Nhạc Trì, tỉnh Tứ Xuyên cũng có ngôi chùa cổ tên là chùa Minh Đăng, quy mô rất lớn. Trong chùa có những pho tượng Phật, Bồ Tát, La Hán lớn, cùng đồ thờ cúng và vô số văn vật. Hàng ngày những đoàn khách hành hương từ bốn phương về thắp hương bái lễ tấp nập không ngừng. Thời kỳ phá tứ cụ, xã trưởng là Hà Đức Minh dẫn nhóm người phụ trách phá hủy chùa. Chùa bị phá tan hoang, đồ thờ, văn vật và tượng đều bị đập phá, thiêu hủy. Một tuần sau, trên đường về nhà, Hà Đức Minh bị một con chó hoang cắn, sau đó mắc bệnh dại. Vì thời đó không có điều kiện chữa trị, nên mọi người nhốt ông ta trong một căn phòng nhỏ. Khi bệnh phát tác, ông ta cắn đầu ngón tay ngón chân mình ăn. Những nơi nào trên thân thể có thể cắn được, ông ta đều cắn rách thịt, chảy máu đầm đìa. Thậm chí những đồ gia dụng, giường, cửa, ông ta cũng cắn, khiến khắp người đầy máu, cuối cùng chết trong đau đớn. Quả là quả báo nhãn tiền ngay trước mắt, hỏi lòng người chẳng kinh sợ được chăng? Những trường hợp trên đều là người thật, việc thật. Cách mạng văn hóa Trung Quốc phát động phong trào phá tứ cụ, tức là phá bỏ tất cả những gì thuộc về văn hóa, thuần phong mỹ tục truyền thống từ ngàn đời. Điều này đã gây ra tổn thất rất lớn về văn hóa và tâm linh cho mảnh đất Thần Châu này. Không ai có thể ngờ đến thời kỳ văn minh hiện đại ngày nay, những việc tương tự như vậy lại vẫn tái hiện. Nhưng bất kể con người có tin vào sự tồn tại của thần Phật hay không thì nhân quả báo ứng vẫn hiển hiện. Ác báo trực tiếp tác động lên bản thân và gia quyến những người hành ác. Tội bất kính với trời đất, thần Phật là tội lớn, thường sẽ hiện thế hiện báo. Ác báo hiện hiện ngay trong đời này. Thế mà mấy năm qua, chính quyền Trung Quốc vẫn không dừng lại những hành động tàn ác. Sau khi xâm chiếm và đàn áp Tây Tạng từ những năm 1950, chính quyền Trung Quốc hiện vẫn không ngừng ra sức phá bỏ Phật giáo Tây Tạng và xâm phạm nhân quyền của những người dân này. Đáng chú ý, hồi tháng 7 năm 2016, Bắc Kinh còn đưa quân đội vào phá dỡ Học viện Phật giáo La Trung Ga, nơi vốn được coi là thánh địa Phật giáo của Tây Tạng, là một trong những trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới. Theo đó, có hơn 3.200 phòng xá ở Học viện Phật giáo La Trung Ga đã bị phá hoại. Các nhà sư Tăng Ni bị cưỡng chế viết giấy tự nguyện rời bỏ tu luyện, bị cưỡng ép phải hoàn tục, kết hôn, bị buộc phải đi ngược lại với giới luật và niềm tin của mình, thậm chí bị tra tấn, bỏ tù. Trong lịch sử trước khi chính quyền Trung Quốc hiện nay nắm quyền, Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Cơ Đốc giáo đều được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. Cũng vì lý do ấy, người Trung Quốc tự gọi đất nước mình là xứ Thần Châu, tức là vùng đất của thần. Suốt 5.000 năm lịch sử văn minh Hoa Hạ, tín ngưỡng về thần Phật đã in đậm dấu ấn trong tất cả các sinh hoạt, từ văn hóa, nghệ thuật đến xã hội, chính trị. Người cai trị cũng tự gọi mình là Thiên Tử, nghĩa là con trời,
thuận theo đạo trời mà trị vì muôn dân. Ngày nay, bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần, thuyết đấu tranh, nhiều người Trung Quốc không còn tín ngưỡng thần Phật, nhưng lại không biết rằng làm những việc bất kính với thần Phật đều sẽ gặp báo ứng, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thần Phật từ bi, ắt sẽ cho con người cơ hội, chỉ là họ có thể hồi tâm chuyển ý hay không mà thôi.